Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, quy hoạch của thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thành phố triển khai theo đúng quy định, tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng. Theo dự thảo thì mục tiêu đặt ra là GDP thời kỳ 2021-2030 đạt 9,5-10% một năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 200-220 triệu trên một người. Đến năm 2050, Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Tham gia góp ý tại hội nghị, các ý kiến đại biểu cho rằng với định hướng và tổ chức không gian phát triển thì cần đảm bảo tính khớp nối. Nếu chúng ta xác định văn hóa gắn với du lịch là cái trụ cột thứ nhất, thì cái việc văn hóa thể thao nó phải tích hợp đồng bộ vào trong cái phát triển du lịch và trở thành cái trụ cột, thì cũng đề nghị là chúng ta đánh giá rõ hơn cái hiện trạng phát triển ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cũng như là nghiên cứu bổ sung làm rõ các cái định hướng và giải pháp phát triển, và cũng đồng thời là đề xuất thêm cái mạng lưới công nghiệp văn hóa phù hợp với mục tiêu của thời kỳ quy hoạch. Liên quan đến phát triển đô thị, nhiều ý kiến đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề phát triển hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông cần thống nhất với đồ án quy hoạch các phân khu mà thành phố đang triển khai. Chúng tôi cũng thấy rằng khi mà tiến hành thực hiện các quy hoạch phân khu cho đến nay, thì hầu như là chúng ta là chưa đề cập đến các cái tuyến tàu điện ngầm như ở trong cái quy hoạch này nói. Về cái tuyến hầm qua sân bay, thì ta ghi chung là như thế. Thế nhưng mà khi mà phân ra đường liên khu vực hoặc là đường khu vực ấy, thì ở phía Tây thì ta có là cải tạo và xây dựng đường Lê Trọng Tấn rồi. Nhưng mà phía Đông này thì ta lại không nói tới cái đường Trưng Nữ Vương kéo dài. Các ý kiến tại hội nghị cũng thống nhất mục tiêu phát triển huyện Hòa Vang trở thành thị xã và đề nghị cần quan tâm nguồn lực cho vấn đề này. Thì tính tới thời điểm hôm nay, trong 8 cái chỉ tiêu đó, ta đạt được bao nhiêu chỉ tiêu? Còn là bao nhiêu chỉ tiêu ta phấn đấu từ nay tới 2025 để cả thành phố chúng ta tập trung đầu tư cho huyện Hòa Vang. Như thế, ví dụ như cái chỉ tiêu về từ chỗ về ngân sách thì hiện nay nguồn thu Hòa Vang như thế nào. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến khác liên quan trên các lĩnh vực. Sau khi hoàn thiện, dự thảo sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.